Vâng, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem video. Thì hôm nay tôi sẽ quay cho mọi người xem một lô đất giá rẻ nằm trong một cái khu dân cư khá là đông đúc. Lô đất ở phía trước chúng ta. Đây là một cái khu dân cư có đường bê tông 5 mét anh chị nhé. Ở đây thì điện nước máy hết rồi. Thì cái lô đất này nó có diện tích là ngang 5 mét, dài 21,7 mét nha. Đấy, có 60 mét thổ cư rồi, chúng ta mua về chúng ta chỉ việc xây nhà thôi. Và cái giá nó rất là rẻ anh chị, nó phù hợp cho anh chị nào đang cần một lô đất với số tiền vừa phải để chúng ta xây nhà. Đây, lô đất ở phía trước bên tay phải chúng ta. Khu dân cư này rất là đông nha anh chị nha. Đấy, chỉ 2 năm thôi, người ta xây dựng rất là đông anh chị. Tại vì ở đây cái giá thành nó rất là ok. Đây là lô đất của chúng ta này anh chị nhé. Nó ngang 5 mét, nó dài 21,7 mét, thổ cư 60 mét. Đặc biệt thì cái lô này hướng đông nam, nó quay ra hướng biển nên buổi chiều nó gió rất là mát anh chị. Đường này thì ô tô đi thoải mái anh chị nhé. Thì chỗ này là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nó cách trung tâm hành chính huyện khoảng chừng 800 mét, cách trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, chợ Bà Rịa, quốc lộ 51, bến xe Bà Rịa khoảng chừng chưa tới 3 km anh chị nhé. Anh chị đi ra biển nó khoảng 11 km. Nên là đất nó dài và tới phía trong này anh chị. Đấy, ở đây thì nó vừa chúng ta xây nhà ngang 5 mét, dài 21,7 mét, thổ cư 60 mét. Đấy anh chị, giá rất là rẻ nhé. Nó phù hợp cho những ai mà có số tiền vừa phải để chúng ta xây nhà. Đấy, giá của nó thì là 1 tỷ 080 triệu nha anh chị. Chúng ta mua lâu này chúng ta xây căn nhà khoảng 550 triệu nữa là được rồi, tầm đâu đó tỷ 6 là chúng ta sẽ có cả nhà cả đất luôn rồi. Đi vào đây thì còn rất là đông anh chị. Ở đây thì nó cách quốc lộ 55 khoảng chừng 300 mét thôi anh chị nhé. Đấy, lát nữa tôi sẽ đi xung quanh chút xíu chúng ta xem. Đây, dân cư rất là đông, đường này thì nó chạy qua bên kia anh chị nhé. Ở đây thì nó rất là thuận tiện đường cho anh chị đi Sài Gòn hoặc là đi ra biển, tại vì nó gần quốc lộ 55. Đấy, đất của chúng ta đây này anh chị này. Thì đặc biệt thì cái đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì nó cách đất khoảng chừng hơn 2 km thôi. Đấy. Đấy, nước máy này anh chị thấy chưa? Và anh chị nào cần thì cứ liên hệ nha, số điện thoại là 0928 037 037. Anh chị nào xem thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Để có lô nào đẹp thì rẻ thì tôi quay cho anh chị xem. Bây giờ tôi sẽ đi xung quanh một chút cho anh chị xem hàng xóm xung quanh nha. Đây là đường bê tông 5 mét anh chị. Điện này. Hàng xóm rất là đông. Ở phía trước anh chị thì có cái căn nhà hai mặt tiền này, đó căn góc hai mặt tiền này mới xây xong này anh chị, rất là đẹp nha. Cái căn này thì người ta đang bán giá là 1 tỷ 9 anh chị nha. Đấy, anh chị có thể kéo phía xuống dưới thì có cái video tôi mới đăng cách đây 2 3 ngày, cái căn nhà này rất là đẹp. Đấy, tại vì cái căn này là căn góc hai mặt tiền, nó rất là sáng anh chị, mà chủ nhà người ta thiết kế rất là đẹp. Đây, vừa nhắc cái chủ nhà ra này đó. Đấy, anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ nha. Đây, chúng ta đi ra tới đây chút xíu là chúng ta ra quốc lộ 55 rồi. Còn ở bên tay phải anh chị cũng có một căn này, người ta cũng đang kêu bán giá 1 tỷ 850 triệu anh chị, cái căn nhà bên tay phải anh chị ạ. Để anh chị thấy trên cái đường này thì hai ô tô nếu mà đi sát vào lề thì vẫn tránh nhau thoải mái nha. Đấy, tôi quay trên video thì anh chị sẽ nhìn thấy hàng xóm xung quanh rất là đông. Đây là thị trấn Long Điền nha anh chị nhé, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Khu dân cư này là khu dân cư cây kéo. Đây, cái căn nhà này anh chị, cái căn nhà bên tay phải tôi này thì đang bán giá là 1 tỷ 850 triệu này. Đây, rất là đông. Ở đây thì nó gần quốc lộ 55, gần tỉnh lộ 44A. Chúng ta đi ra biển Hồ Tràm thì khoảng 23 cây, đi ra biển Long Hải chỉ khoảng 11 cây thôi, đi biển Phước Hải khoảng 13 cây, đi biển Lộc An khoảng chừng 15 cây nhé. Còn ra tới biển gần nhất của thành phố Vũng Tàu khoảng 16 cây. Đó, chúng ta chạy ra đây là quốc lộ 55 này. Và đây là cái quy hoạch của lô đất cũng như là thông tin của lô đất này anh chị. Đường trước đất này. Đấy, đất là hướng đông nam nha. Đấy, màu vàng là đường anh chị, màu hồng có nghĩa là đất ở anh chị nhé. Đất ở. Đấy, tất cả thông tin nó nằm ở đây anh chị này. Đó. Thì cái lô đất này thì nếu anh chị nào mua thì chúng ta sẽ phải xin cái giấy xác nhận sản xuất nông nghiệp nha.
Tại vì ở trên đất, lý do là hồi xưa nó là đất lúa anh chị, chuyển mục đích lên thổ cư thì quy hoạch nó mới đổi nên nó còn dính một ít đất lúa nha. Thì chúng ta sẽ phải xin cái giấy sản xuất nông nghiệp. Đấy, ngang 5 m, dài 21 m 7 này anh chị. Còn đây là cái sổ của nó này. Anh chị thấy địa chỉ đất là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 107,8 m2. Sử dụng riêng nha. Đất thì là có 60 mét thổ cư rồi, còn lại là đất trồng lúa nước, nhưng mà quy hoạch thì quy hoạch đất ở hết nha. Chúng ta muốn chuyển lên thì chúng ta chuyển thôi. Đấy. Nhưng mà đôi khi nhà nước mình cũng có nhiều cái bất cập, đôi khi còn vài mét đất lúa nhưng mà vẫn bắt người ta xin ra giấy xác nhận sản xuất nông nghiệp. Đấy, ngang 5 mét, dài 21 m 7 này, đường 5 mét này, hướng đông nam này. Mai một cái đất lúa cái anh chị muốn chuyển lúc nào thì chuyển thôi nha, anh chị chuyển lên ngay bây giờ cũng được, anh cứ chị cứ chuyển bình thường thôi. Cái phần thổ cư thì ghi ở đây nhưng mà ở đây nó có cái thông tin cá nhân thì tôi xin phép được che lại nhé. Còn đây là cái vị trí của lô đất này anh chị, nó nằm ngay cái khu dân cư rất là đông nha. Đất đây này, còn đây là đường quốc lộ 55 này, đất cách quốc lộ 55 khoảng 300 m thôi, chúng ta có thể đi bộ vào nhà được. Chúng ta từ trong đất chúng ta ra quốc lộ 55, chúng ta rẽ phải đi biển để trái về Sài Gòn. Đó, quốc lộ 55 chúng ta đi bộ vào nhà được này. Đấy, từ zoom nhỏ là chúng ta xem nha. Đất thì gần Ủy ban dân huyện Long Điền, gần trung tâm hành chính huyện Long Điền ở công an huyện nha. Đây, trung tâm hành chính này. Đấy, đất này cách khoảng mấy trăm mét thôi. Rất là ok. Với cái giá tiền này nó rất là vừa phải anh chị. Thì trước đây thì nó khoảng chừng 1 tỷ, gần 1 tỷ rưỡi, thì bây giờ nó chỉ còn 1 tỷ không 80 thôi, thì giá đất nó đã giảm rồi. Đây là trung tâm thành phố Bà Rịa này, bến xe Bà Rịa, chợ Bà Rịa đây này. Đây là đất này, chúng ta chạy thẳng một đường khoảng hơn 2 km là tới đất luôn này. Rất là thuận tiện anh chị nhé. Nó là thị trấn Long Điền nhưng lại gần thành phố Bà Rịa, bệnh viện Bà Rịa này, cách đất khoảng chừng 3 cây. Để zoom lớn đây chúng ta xem này. Và đặc biệt thì cái đường nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nó đi ngang đây anh chị. Đấy, cái đường dẫn lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nó cách đất khoảng hơn 2 km thôi. Đấy, rất là thuận tiện nha. Người ta đang thu hồi đất để làm rồi anh chị. Thì đường 44A này này chúng ta cũng vào đất được nha. Đấy, còn đường quốc lộ 55 chúng ta cũng vào được, nhưng mà quốc lộ 55 thì nó vào gần hơn nha. Ở đây chúng ta có thể đi rất là nhiều đường để ra biển này. 44A cũng ra biển được này. Quốc lộ 55 cũng ra biển được này anh chị này. Đấy, rất là thuận tiện. Chúng ta thấy ở trên bản đồ rất là gần nhé. Đấy, đất này chúng ta đi Lộc An thì khoảng chừng 17 cây gì đó nhé, đi Hồ Tràm khoảng 23 cây. Đấy, còn đất này, đi Long Hải khoảng 11 cây thôi. Còn đi Vũng Tàu, biển gần nhất của Vũng Tàu thì khoảng 16 cây. Ra tới Bãi Sau, Bãi Trước thì nó khoảng chừng 23 hoặc 24 cây gì đó anh chị nhé. Vị trí khá là ok. Đây khu dân cư này, zoom lớn lên chút xíu nữa cho anh chị xem lại nhé. Đây đất của chúng ta chỗ ghim đỏ nha anh chị. Khu dân cư này là khu dân cư cây kéo nha. Giá là 1 tỷ 080 triệu anh chị, một cái giá rất là vừa phải nhé, cho một lô đất giá rẻ ở ngay gần trung tâm. Đấy rồi, chào anh chị nha. Anh chị xem thì nhớ bấm đăng ký kênh.